Yêu cầu đi nhanh lên chứ. Không nhìn nhà ăn mà. Chị ơi, cá gì? Cá cược chuẩn ngon ấy. Ngon à? Bao nhiêu cân? 130 à chị? 130.000 cược. Đây. Không, ở chậu Lào ấy. Có mua không thì xuống mang lên cho. Chị còn đầy. Đi còn đâu? Nhưng mà chào cái đấy ở đâu nhé? Chào nhà người ta hàng. Con này khoảng mấy cân? Bé. Con này hơn 2 con, 3 con. Cho em một con đấy. 2 cân 8 1 cân. Chưa biết tiền thôi, khoảng mấy trăm, 250 à 130 1 cân, 2 cân là 260, 8 là nó còn 300 gần 400. Chưa được 400. Đây đang đấy em ơi. Dạ. Ôi giời đừng, để nguyên. Đi đang không muốn cắt đây, đang không muốn. Cái này về hấp hả chị? Hấp luộc, kho rán là tất cả đều được. Cái này á, cá sống mà cá nước mặn. Ăn cá nước ngọt nó mới tanh. Người ta biết ăn người ta mới ăn cái loại này chứ còn những người cứ ăn rẻ. Còn đây nó cũng ăn được. Ít tiền nhé. Con này bán con tròn. Ăn cứ lên là vừa cán thì chỉ có chết rồi thôi. Chị cứ nói thật có tiền thì không biết ăn. Alo. Đấy yên á, tí em gọi lại cho chút. Cái này anh chắc còn đang ngủ, biết không có ăn chưa? Đấy yên anh á, em đang bán hàng á. Chị ơi, cá vược với cá gì ngon nữa? Cá vược á, cá đấy em đang ăn
chạy nữa chứ. Cá song bao nhiêu cân ạ? 200 một cân. Thế cá vược rẻ nhất à? Cá gáy 130 một cân. Cá gáy làm kho món gì chị? Em làm cái gì cũng được, cái cá của chị rán kia kho nấu canh chua, phải được hết. Dạ. Yeah. Thế chị em con cá mua vừa hai con. Cá là của anh, người nhà anh cầm đi đâu. Cho em một con vừa vừa thôi. Đấy, ăn con đấy luôn. Rồi, cho em con đấy. Đây, chị cho kiếm một kiếm ra đây. Dạ. Ôi, nhớ đây. Kiếm cái cá ra cho đây. 2 cân 4 ạ. Chị ơi, làm sạch cá đôi cho em với. Nhớ đây, mắc phi lại đây. Alo. Chị ơi, làm chặt đôi cho em nhé. Anh ơi, kiếm cho em cá đang người kia nhé, lấy phi đấy. Cho nó xem. Em có 10.000 nữa đây. Em còn 50.000 thôi. À, 10.000 có chị ơi. Cá vược. Đã xong rồi. Rồi, phi đây. Con này có 310 về chỗ ông bà có 10 lửa, ăn ngon lắm. Có bán luôn hết mà. Chị ơi. Bỏ anh cắt đôi chứ nhé. Dạ, đây. Mới lên. Con ở đâu? Em bán trước. Cho em 2 cân đi. Cho em 2 cân đi. Còn ít nữa thôi, còn một mớ nữa, khoảng 5-6 con nữa thôi. Nhưng mà phải chờ đây, ai nói hết nhé.
Thì chị mê lên chị bán cho mấy mê lên đi. Tiền con để lấy tiền nào. Chị ơi, ngao lại bán mà. Cái đấy là 25.000 à? Em ơi, 25.000 à, người đẹp ơi. Em ơi, 25.000 nha. Được ạ. 5 cân nốt là cái kia nó còn đuối. 5 cân rồi rồi. Chị ơi, lấy nhanh chị ơi. Lấy nhanh không? Khoảng tầm 3 phút nhá. Bất chính á. Mấy đi nữa đồng bóp của chị đã bóp cho một nạng rồi, thương chị một tí chị ra cũng đi đâu mà ai chút. Nó mực trứng á? Trứng luôn. Nhìn thế này. Nhìn con ơi, nhìn đây con ơi. Nhìn cái mắt này mua phải nhìn cái mắt này, nó trong veo này này. Mua về mà ăn đi. Cái này này thì như nào ạ? 120 một cân nên bán cho đi xuống thuyền. Em đang ở lấy của chị kia. 100 nào không chị? Em lấy 2 cân. 101, còn mỗi chỗ này đâu bán nốt cho con nó đang cưỡng dưới này. Nhìn con mực mà ăn, mua đi. Không phải hàng ế như bà ấy đâu. Nhìn cái mắt này này, mua cho hẳn số điện thoại luôn. 100.000 bán nốt cho mỗi số tuyển cái chỗ này. Bán cho 100. Mua cua đi. Cái treo sẽ bao nhiêu? Đây là 3.8 này. 3.8. Mãi mới ăn trộm được cái tiền này. Ăn về nhớ cái mẫu mực này nhá. Không phải cái mực ế mà đỏ lòm lòm. Các chị thích cái mực đỏ đấy không? Ở đây không ai bán được. Thì thấy mọi người thấy là mực đỏ thì tưởng là mực đỏ không? Chị bán cho khách du lịch thôi, mực đỏ chị bán cho khách du lịch. Thế ơi, chị lấy cân đi rồi à? Kệ ơi, giá 20 cân mỗi mực ta. Lấy trả nói với em một tiếng đi kìa. Tăng ngơ ngác như con ai đi chị. Trắng mới là mực tươi. Chứ mà nó ăn tổn màu đỏ thì nó phải đâu vậy? Mặt đỏ mới là màu ươn, ở đây. À thế ạ? Mặt đỏ chỉ bán cho du lịch thôi. Chứ mà ăn ở đây không ai nhà ta ăn đâu em. Đây vẫn đợi mua mực à? Mua cái trả lại bao nhiêu? 20 ạ. Mua cái mực này về ăn thử đi. Chị ơi, em thử mua thử xem. Em cứ mua thử một nửa. Này, nhìn cái mắt mực này mà ăn nhá. Này. Nhưng mà có cái gì đây?
mực. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mua cái thùng xốp để cá với cả mực cua thì không cần. Nhưng mà phải ra đấy phải có cả đá chứ. Để tí em ra xem có cái gì mua đã không rồi nhé. Vâng. Anh em mua gì nữa? Hay mua cá nữa? Khoái quá. Ôi đi đi ham Thank you.
Ăn mời công chí ơi. Cứ đi ăn nhỉ. Rồi chợ bán rẻ ạ. Không làm cái thứ này thôi. Không làm hàng. Rồi rồi. Bán không? Với 360 bán đi về hơn 1 đô một ngày. Rồi bán. Đi đi đi. Rồi rồi rồi. Ôi. Cái này cá gì chị? Cá sông bao nhiêu hả chị? 26 cân. Con này khoảng tầm mấy cân chị? Con này 2,7 cân à? Thôi còn to quá chị ạ, em còn vừa vừa đấy. Em mua thêm thôi mà. Đấy, to hơn. Con dài à? Dài ngon hả chị? 2,5 cân. Còn 2,2 cân. Nhiều cân. Vâng. Người đẹp có thịt đâu? Có. Đập chiếc cạo vấy nhé. Vâng. Có bên này là chiếc cạo vấy có đâu? À, cắt đôi cho em được. Chị ơi, em gửi nhé. Xong rồi đấy, đi từ từ. Chị ơi, 2,2 cân là
cá mẹ đâu? Chị ơi. Dạ. Lấy cá chú đi. Cá gì? Nhà tôi xuống đi. Thank you.